khoảng 200 đô thì tương đương với lại 5 triệu không trăm là 40.000 của bác nhá. 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Con cảm ơn bà An Phận đã gửi tiền cho hai em. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và thành công cho công việc ạ. Chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên nhà của anh em Hải Sử mồ côi cô bác ạ. Và đồng thời lên thì hôm nay cháu được có nhận được một cái phần quà đến từ bà An Phạm là tiếp tục gửi cho hai anh em Hải Sử mồ côi nữa. Ở đầu video thì cho cháu được xin được phép là nói qua về cái phần quà của bà An Phạm gửi cho cháu được là quà gì cô bác nhé. Ở đây thì chắc là hàng tháng nếu mà như cô bác anh chị có theo dõi từ những cái thước phim mà cháu được đăng tải lên thì là được bà An Phạm là gửi cho các em là một tháng là 200 đô, có tháng thì có thể là lên tới là 300 đô luôn. Không biết là sau khi mà cháu được đưa tiền cho em Sử thì em Sử có tiết kiệm được không, và cái khoản này thì là trước kia là được bà có lúc thì là đưa cho em Sử là 50 đô một đấy, nhưng mà bây giờ thì cháu được cũng bận cho nên thành ra là cũng không có lên nhà các em được máy, cho nên là gửi luôn một lần cho em Sử để cho em Sử là dùng để mà chi tiêu về cái cuộc sống hàng ngày của các em, có thể là các em mua lân mua đạm này kia nữa. Và ngày hôm kia thì cháu được có nhận được khoản của bà An Phạm là 450 đô và tương đương là 11 triệu 300 là 67 nghìn của bác nhé, tính theo tiền Việt là thời điểm đó. Và ở đây thì 200 đô là tương đương là 5 triệu không trăm là 40 nghìn là gửi cho em Sử là cái tiền tháng 6 này. Còn 100 đô thì là bà cho cháu lực để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại. Còn 100 đô còn lại thì bà An Phạm có để vào quỹ của nhà hai ông cháu. Còn 50 đô, 50 đô là 1 triệu 287 nghìn thì sẽ để cho em Sử là để mua chó. Còn cái khoản này thì lúc nào mà cháu lực tìm thấy chó thì cháu lực sẽ mua. Thì cháu lực mua hết bao nhiêu thì còn dư ra thì gửi cho em Sử sau. Còn hôm nay lên thì chỉ có gửi cho em Sử là cái tiền tiền của tháng 6 thôi các bác. Và trước khi mà đi vào trao quà cho các em thì cho Lực xin được phép là gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã luôn luôn tin tưởng cho Lực và đồng hành cùng cho Lực từ trước tới giờ. Thế bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi video và cùng cho Lực đi gửi cái phần quà của bà An Phạm cho hai anh em Hải Sử của bác nhé. Anh như các bác thì cũng đã nhìn thấy cái con đường này rồi. Con đường này thì bây giờ nếu mà trời mưa ra thì phải nói là đi cực kỳ là khó các bác ạ. Chỉ cần mưa một tí thôi mà bánh xe đi đã tạo thành một cái khe mà rất là lớn rồi. Hôm nọ thì cái anh bạn mà lái máy xúc mở đường trên kia của bác, cháu Lực cũng có hỏi về anh, hỏi bạn ấy bảo là nếu mà mở con đường này thì có mở được không, thì bạn ấy cũng có nói rằng là mở được thôi, nhưng mà chi phí của nó sẽ hơi căng một chút, tại vì là ở đây là có đá rất là nhiều, như cái tảng đá như này các bác này thì không thể mà đục được, thì mình phải cào cho nên là thấp xuống. Nhưng mà trong đó thì là một điều khó khăn nhất là đất này là không phải đất của nhà em Sử, thành ra là không có để mà mở được con đường đi xuống cả. Lại gặp những cái tảng đá như này nữa các bác này, nhô nhô ra như này, thành ra là không có đào được. Không biết là sáng ra đã có ai thương nhớ rồi các bác. Nay đi xuống không biết là gặp các em ở nhà không đấy các bác ạ. Mùa này thì sợ rằng là các em hay cứ sau một trận mưa có nước ấy, thì các em đi ra ruộng ra đồng để mà làm ruộng chuẩn bị là cho một cái mùa vụ mới. Năm nay thì ruộng ở nhà hai anh em thì là ít hơn các bác ạ. Sau khi mà ông chia đất cho ấy, cái chỗ đất đấy là cái phần gọi là cái tài sản mà từ trước kia là bố của em Sử.
Xe máy thì có ở nhà không biết là. Sư ơi, nhà không? Nhà. Mày không đi đâu à? Mày không đi đâu à? Nếu mà không đi thì tí xem là đường đi được không? Đường đi xuống để chở Si về đây để cho mai cho người ta đi làm. Đây, chào Sử nha. Chào anh ạ. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Một mình ở nhà đây à? Vâng. Hải đâu rồi? Hải đi nhà giới cắt cỏ rồi. À, là đi cắt cỏ à? Hôm nay có đi là làm ruộng không? Không có nơi, không làm được. Mưa thế không có nước? Không có đâu. Hồi đi cắt tóc, tóc lại dài nhỉ? Vâng. Thế thời gian này là cũng bận quá, thành ra là không có đi xá mấy là được nhỉ? Vâng. Thời gian này thì là thời gian mà bận nhất ở trên chỗ em rồi nhỉ? Vâng. Nhà nào mà có nước thì là làm ruộng trước, nhà nào mà có sâu thì vẫn đi xuống ruộng mà làm ấy, nhưng mà chỉ làm những cái phần là cuốc bờ mọi cái kia thôi. Thế bờ thì đã cuốc hết rồi à? Vâng. Thế là bây giờ chỉ cần đợi nước nước à? Đợi nước thôi ạ. À, hôm nay thì anh xuống thì lại có một phần quà từ bán Phạm gửi cho các em. Vâng. Em thì chắc là không có xa lạ gì với lại bà Phạm nữa rồi nhỉ? Vâng. Với bà Phạm thì cũng là không biết là giữa bà với lại các em có một cái duyên ở đấy cô bác. Thực sự ra thì bà cũng chỉ theo dõi được là những thức phim mà cháu được chia sẻ lên thôi, chứ chúng chưa có gặp các em là ngoài một lần nào cả. Thành ra là để mà có được một cái tình cảm từ bà Phạm dành tới cho các em thì đó là một cái duyên rất là lớn đúng không bác? Có thể là nói từ từ kiếp trước hay là như thế nào đó, nhưng mà thấy là bà Phạm rất là có duyên với lại hai em Hải Sử. Hàng tháng thì bà đều là gửi những cái tiền chi phí sinh hoạt để mà các em mà ăn uống như là những cái mua đồ nữa, còn là thành ra còn là thêm ngoài ra thì bà cũng hỗ trợ cho các em là những cái đồ máy móc này, xong là khi mà làm nhà xong ấy lại hỗ trợ thêm phần là mái hiên nữa. Bây giờ hai em mình ra xem chỗ phần nền được một tí hết sức. Vâng. Hôm nọ thì làm cái phần làm phần trên này xong ấy còn dư ấy, còn tiền là còn dư ra hơn là 1.700.000 đấy. Vâng. Thì đi mua thêm xi cắt thì mình có rồi nhỉ? Vâng. Cắt thì mình có rồi, mua thêm xi xong là anh em mình thì làm nó không có được phẳng đấy. Vâng. Không có được phẳng cho nên là đợt này sẽ không, anh em mình không tự làm nữa. Vâng. Và anh sẽ cho thợ về làm. Vâng. Thợ là này thì gọi là người ta biết cán cho nó thẳng là được thôi. Vâng. Này thì độ đó là sử cứ trừ trở lên độ tầm là 7-8 bao xi nhá. Vâng. 7-8 bao xi cứ trở lên, nếu mà còn dư ra thì là sử sẽ để làm việc khác. Vâng. Rồi anh thấy nhà thắng ở trên này là cái rồi à? Chưa cái đâu. Chưa cái à? Vâng. Ê, sao chỗ này hôm nọ đắp vào rồi nó bị, anh thấy là nó mới bị thấm nước đấy. Rồi, hay là không phải? Mưa nó chảy xuống cái này là nhiều nhỉ? Vâng. Có gọi thì lúc đầu mà cháu được làm đấy các bác, làm cao như này thì nó rất là thoáng rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó lại hơi cao quá một chút, hơi cao một chút. Này mà độ cắt ra tầm độ 50 phân nữa thì là hợp. Lúc đầu làm ấy là cho lên là 4 mét thì cứ nghĩ rằng là nó là thấp rồi, nhưng mà làm xong thì rất là thấp. Nhưng mà làm như thế này thì cũng rất là cao ráo. Này nếu mà mưa gió to là có thể bị tạt từ vào chỗ này ra nhỉ? Vâng. Tạt là ra vào một chút. Hải đi cắt cỏ ở từ đâu? Không biết được. Không biết á? Vâng. Cái chỗ cỏ này mấy nữa hả? Sử cắt ra đừng có cắt gốc nhé, cắt một nửa thôi. Vâng. Để cho nó như kiểu làm thành một cái hàng rào cho mình luôn đấy. Vâng. Đây ở phần phía bên ngoài này thì cái mái hiên cũng nói là sau khi mà hoàn thiện cái mái hiên ấy thì là nhìn cái ngôi nhà là nó khác hẳn rất là nhiều bác, nhìn là nó cảm giác như là nó rộng rãi hơn. Đây bây giờ thì anh em mình sẽ vào nhà đi nhá. Vâng. Nhà anh gửi cho Sử là cái phần tiền của bán Phạm gửi cho Sử một tí.
thấy đang đi lấy cỏ rồi nhà Hải ấy. Vâng. Thời gian này thì em Hải đã được nghỉ hè rồi cô bác. Đây và ở đây thì cháu Lực xin được phép là nói thêm là một lần nữa để cho tất cả các bác là cùng nghe. Cháu Lực có nhận được là khoản của bán Phạm là 450 đô cô bác ạ. Đấy, tương đương với lại 11 triệu 367 nghìn. Và trong đó thì là đưa cho em Sử là 200 đô và đưa cho em đưa cháu Lực là 100 đô và 100 đô thêm 100 đô thì là sẽ cho vào quỹ nhà của hai ông cháu của bác nhé, và 50 đô thì sẽ để mà mua chó cho Sử, 50 đô thì sẽ tương đương với 1 triệu 287 nghìn. Trên này có nhà nào bán chó không, cho Sử muốn nuôi chó không? Có nhưng mà không biết anh bán. Không biết có ai bán à? Vâng. Nếu mà có ai trên này bán chó đẹp đẹp thì bảo anh nhé, Vâng. để hôm nào là anh em mình đi mua, thì lúc nào mà đi mua chó thì anh sẽ giả sau nhá, cái khoản này ấy, Vâng. là cái khoản mà để mà mua chó. Sớm muốn mua chó, nuôi chó đực hay chó cái? Không Nuôi, biết. không biết á, nuôi một con để bảo vệ nhà nhá. Vâng. Nếu mà dư ra thì có thể là làm thêm là chuồng chó cũng được, một chó bé bé nuôi lâu thì nó lớn. Vâng. Đấy, và khoản khoản 200 đô thì tương đương với lại 5 triệu không trăm là 40 nghìn của bác nhé. Có thể là thời điểm thì sẽ đổi được là cao hơn, có thời điểm thì sẽ đổi được là ít hơn. Em Hải thì không có ở nhà thì nó sẽ gửi luôn cho gửi cho anh Sử, tại vì Sử là cái người mà gọi là cầm tiền là nhiều hơn. Hôm nay thì anh chơi toàn là tiền lẻ thôi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Bốn, năm. Một, hai, ba. Bốn, năm. Một, hai, ba. Bốn, năm. Không có 40.000 thì sẽ để gửi cho Sử là 5 triệu không trăm là 40.000, thì anh sẽ không có thì sẽ gửi cho là 50.000 nhá. Vâng. Như Sử thì có mong muốn là em Hải đã đi học cấp 3 không? Có ạ. Nhưng mà nếu mà đi Hải học cấp 3 này thì một mình Sử nhà làm không vất à? Mà mình được ạ. Một mình cũng được á? Vâng. Thì sợ rằng là em Hải là đi học rồi thì ra là một mình em ở nhà thì làm vất quá thôi. Em vẫn làm được ạ. Vẫn làm được à? Vâng. Em Sử thì cũng rất là mong muốn là sẽ được cô bác anh chị mạnh quân là đồng hành cùng cháu Lực để mà đưa em Hải đi vào học đến ngôi trường là cấp 3. Một ngôi trường cấp 3 thì có thể là sẽ giúp em Hải là va chạm nhiều hơn, thì em sẽ biết thêm là nhiều thứ hơn của bác. Đấy, rất là mong các bác sẽ đồng hành cùng cháu Lực để mà đưa em Hải chạm tới cái ngôi trường ước mơ của em. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bà Phạm, chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Như Sử thì trong thời gian qua thì bà cũng biết là bà Phạm thì rất là quan tâm tới các em rồi đúng không? Vâng. Đấy, lần nào thì nhận được phần quà của các em thì anh đều dặn cho các em là gửi một lời cảm ơn tới các bà nhé. Vâng. Con cảm ơn bà An Phận đã gửi tiền cho hai em. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và thành công cho công việc ạ. Ngày mai thì ngày chủ nhật thì đi cắt lại tóc một chút nhá. Vâng. Tóc thì dài quá rồi. Vâng. Đấy, như cứ đâm đầu vào công việc mà đồng áng như này của bác này thì sẽ thì là gọi là em ấy là như kiểu là già trước tuổi hơn đấy. Đấy Vâng. anh nhá, Vâng. ăn uống là phải đầy đủ nhá, chứ Vâng. không là chứ không là người là đen thui thui luôn đấy, gầy còm nữa. Không biết là lúc đấy xuống dưới gặp Xuống bạn đi lấy cỏ. anh kia Vâng. đây, thường
Thường thường mà sau khi mà nhận được tiền của ban Phạm thì sẽ thường là làm những cái gì? Đi mua thức ăn rồi. Mua thức ăn nào? Vâng. Có hàng một tháng này thì có tiết kiệm lại được không? Có. Có. Vâng. Cái tiết kiệm lại được như thế này thì để vào trong tủ là phải khóa cửa đóng hoang nhé. Vâng. Có thể là sợ rằng là người ta thấy em có nhiều tiền là người ta về phá cửa này kia đấy. Vâng. Bây giờ thì có thể là mình nghĩ là bà con ai cũng đều hiền cả nhá, Vâng. nhưng mà chị sợ rằng là một vài thanh niên khi mà người ta đi ra ngoài làm ấy, người ta chơi lô đề cờ bạc này, xong Vâng. là đến bước đường cùng rồi người ta không có biết gì để làm nữa, người ta chỉ chọn cách là đi ăn trộm cho nhanh nhất Vâng. đấy. Cho nên là cất tiền mọi cái thì phải cất rất là kỹ càng nhá, Vâng. chứ không là mất tiền là mất vừa mất tiền này, xong là nhà còn bị vừa bị phá nữa. Vâng. Thế hàng tháng này thì anh cũng chưa hỏi xử về cái khoản sinh hoạt đấy, xử ăn uống này thì chi trong tầm mấy triệu, đóng tiền điện mất tầm bao tiền, Tháng hơn 100 vậy. tháng là hơn 100 à? Vâng. Thế như sở thì đến ngày chủ nhật ấy thì có mua thịt về để trong tủ lạnh không, hay là mỗi lúc nào mà nấu thì mới đi xuống cái chợ mua một lần? Một luôn mua nhiều, một luôn mua ít thôi. Lúc mà nhiều à, Vâng. cứ mua nhiều nhiều và xong là như hôm nọ anh bảo ấy, cắt ra xong là để túi bóng ấy, Vâng. đi mua thịt là kèm luôn cả mua thêm túi bóng nữa, cắt ra từng 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 gọi là lúc nào mà mình đủ đủ ăn đấy, Vâng. từng phần để mình đủ ăn ấy, xong là để ở tủ lạnh. Vâng. Tủ lạnh thì là nó có 5 số, nhưng mà hôm nọ là anh thấy là chỉnh số 5 thì nó sẽ ăn điện hơi nhiều, Vâng. giảm vào số 1. Vâng. Giảm vào số 1 để nó ăn điện là ít hơn. Vâng. Cái cổng này không khóa là con ngan này biết vào nhỉ? Vâng. Để khóa khóa cửa ấy. Để lúc nào mà sử rảnh nhá, sử đi xuống xá để mà chở thêm cho anh thêm máy bác sĩ nhá, Vâng. chở thêm máy bác sĩ để mà làm lại cái phần sân này một tí. Vâng. Cát thì còn rất là nhiều đây, cát này thì đủ thôi nhờ. Vâng. Ôi, con lợn con này, lợn của nhà sử thì có bị làm sao không? Không bị đâu. Ăn vẫn ăn tốt chứ? Vâng. Anh thấy là lớn rất là nhanh nhờ, hai con Vâng. lợn này. Vâng. Hải thì bây giờ chưa được khiển được máy cày máy đâu nhỉ Hải ấy. Vâng. Đi theo sử thì gọi là xách cả cái bưởi cày thôi. Cái này là ai làm đấy? Chị con làm ạ. Trẻ con á? Vâng. Chắc là làm chơi thôi nhỉ. Vâng. Thế hôm nọ Thắng nghe đi lấy vợ đấy, xình lấy là mất bao tiền sử? Hơn 30 triệu á? Hơn 30 triệu đấy. Sau này nếu mà xử đi lấy vợ là cũng thế à? Vâng. Ồ, nhưng mà làm gì có tiền nên thế nhỉ? Không biết được. Không biết được. Nhưng mà không có tiền thì chắc là không lấy được vợ đấy nhỉ? Vâng. Xin lấy thì có nhà thì lấy rất là cao cô bác ạ. Anh thấy Vân là lấy vợ là được bố mẹ vợ là cho một cái con xa, con một cái xe Winner nhỏ. Nó cho mà thế. Cho mượn thôi á? Không cho đâu. Anh tưởng là cho. Không Thế còn cho. Quỳnh ấy là cho nhỉ? Quỳnh thì cho một cái Honda. Kinh ấy là được một cái Honda mua dây dẫn đóng về tầm độ 2 mấy triệu đấy. Chắc đi cắt cỏ rồi thấy. Không thế. Coi nhà. Thế là đóng cửa rồi. Cắt ở đây rồi. Rồi đây là chắc là bó của ông cắt này. To. Hãy đây. Đi cắt cỏ về à Hải? Vừa cắt cỏ về à? Bao nhiêu nè? Bao nhiêu à? Ông đi chăn trâu à? Đi làm ruộng. Ông đi làm ruộng, nhưng mà ông lấy con ruộng to cái gì á? Hả? Ông lấy con trâu to cái gì à? Vâng. Nhưng
ruộng nhà ông mà làm xong rồi. Xong mình không biết làm đâu. Ruộng nhà ông là có nước sớm hơn cô bác, thành ra là ông là làm ruộng là nhanh hơn. Ở tí giờ kia có phải không? Đâu. Cái gì à? Đang đắp bờ kìa. Không phải đâu. Ruộng nhà ông ở đây thôi. Chỗ này ruộng nhà ông thì được tầm 5 bao như thế này. Vâng. Nếu mà không có lấy phân bón vào thì chắc là cũng chỉ thế thôi nhỉ. Vâng. Ruộng được ao của ông là ruộng được 5 bao. Thế của nhà em thì được tầm độ tầm 5 bao không? Chắc là thế thôi ạ. Ruộng nhà sử thì mỗi chỗ là một tí nhỉ. Vâng. Ở dưới kia một tí này và trên kia một tí này. Xong rồi tít ra ở ngoài đường kia là một tí nữa. Hải vừa rồi đi lấy cỏ từ đâu? Trên kia thôi. Trên kia? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý anh bà cô chú anh chị ạ. Lạnh à? Vâng. Và buổi sáng sớm thì lạnh một chút cô bác, hôm nay thì cháu lực xuống là sớm hơn để lên muộn quá thì thành ra là em Sử lại vào đi làm ruộng rồi, không có bắt gặp em Sử ở nhà. Đây thì anh em mình đi về đi. Thế là con chú cũng đi với ông rồi à? Bó to là ai cắt đấy Hải? Bó to là ông cắt à? Thế còn bó nhỏ là em cắt à? Ôi dồi, nhưng mà cái cỏ này này bị cứa vào tay là ngứa lắm ấy cô bác ạ, cỏ này. Cứa vào tay là ngứa lắm ấy, cỏ này. Cắt là phải dùng bao tay đấy. Ôi dồi, Hải ơi. Ây da, thằng này vì sao ấy? Vì làm sao ấy? Có đầu á? Có đầu vừa rán ghê đấy nhở? Có đầu rán ghê quá. Vừa rồi thì cứ tưởng em Hải chưa đi lấy cỏ là chưa về, thành ra là định cùng em Sử là đi hộ em Hải, nhưng mà khi mà xuống đây thì em đã lấy xong hết rồi. Hay bạn nhỏ của nhà chú thì hay bắt chim về nuôi nhỉ? Nó để bắt cả chim cún mèo về nuôi nữa chứ. Vậy. Thế này nếu mà nhà ông không có cái nguồn nước này chắc là cũng không được chơi được làm luôn nhỉ? Vâng. Đây có một nguồn nước chảy khá là to. Nguồn nước rất là dồi dào. Đây như trẻ con đào cua đấy sao anh nhỉ? Đào một cái ránh nước hả? Đào một cái ránh nước mà, như kiểu là có cua đấy. Đây, hai anh em là cũng chưa ăn cơm đâu chứ? Ăn xong hết rồi ạ. Ăn xong hết rồi á? Vâng. Ôi dồi, lại sương mù à. Bắt đầu có rất là nhiều rồi cô bác. Trên nhà các em thì lạnh là cũng là nơi lạnh nhất ấy. Trên này là xử trồng dưa mèo đấy à? Xem vâng. Có quả không? Có đấy. Ui dồi, treo lùng lẳng như này. Mùa này mà lên trên chỗ nhà Sử là có dưa mèo này rất là nhiều các bác. Nhưng mà cái búi này là Sử để làm giống như búi này. Vâng. Cái búi làm giống thì đừng để ăn, năm sau thì mới có cái để trồng chứ.
cái cây đúa này bắt đầu là có đố xuống rồi nhỉ? Vâng. Cái đúa nào là hôm nọ là bán Phạm gửi cho ấy? Có cái này nhiều quá. À nhưng mà có con sâu nhiều quá. Vâng. Đây là có khi là phải dùng thuốc mới được không ạ? Đây là hạt mướp, đây là mì mướp nhỉ? Đây có đậu à. Có đậu cả? Đây này. À, chỗ em xử kia thì có rồi cô bác kìa. Này đậu dài lắm rồi nhỉ? Vâng. Thế là anh thấy có cả mướp đấy. Đây này. Vâng. Mướp này cũng là nọ bà Phạm gửi cho đúng không? Vâng. Những cái giống mướp với lại đậu này là từ rất là xa các bác ạ. Từ bên nước ngoài là gửi về cơ. Cái mận này có vẻ như phát triển nhanh ấy nhờ. Vâng. Sang năm sau là có thể là có mận để ăn rồi. Hôm nay thì chắc là hôm nọ xử là vừa mới cho phân vào á. Vâng. Thế là rất tốt này. Còn bây giờ còn mấy cây nhỉ? Chắc độ tầm hôm nọ là có 3-4 cây là bị chết rồi đúng không? Vâng. Cái này có một cây thôi. Cái này lúc trước có hai quả đấy. Lúc trước có hai quả? Vâng. Quả to không? Quả chưa to mấy lẽ ăn rồi. Chưa to mấy lẽ ăn rồi. Vâng. Sau này mà mấy gốc này mà lớn lên ý, thì tha hồ ăn. Vâng. Tầm 2 năm thôi là tha hồ ăn rồi. Gà bây giờ thả đi nó tự biết về rồi à? Nó không biết là đấy để chuồng không thả đâu. À, thế là lấy để trong chuồng không thả nữa à? Vâng. Bây giờ trong này còn mấy con? Còn 4 con. Đâu có phải 4 con đâu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5-6 con đấy. Vâng, 5 con đấy, 1 con bụi kia. À, 1 con đấy bụi à? Nhang lấy làm giống nhang bổ đây. Thế con đấy là lấy làm giống à? Vâng. Đâu, bổ đâu? Đấy, cổ điền cái. Sống đâu ấy? Xem con gà giống nó xử chút đi. À, con này á? Vâng. Con này lấy làm giống à? Vâng. Con này như kiểu gà trọi ấy nhở? Vâng. Đây mắc kìa. Nhưng mà ngan này không phải ngan của sử, nó cứ ra đây suốt nhỉ? Vâng. Có phải gà trọi không đấy? Không phải đâu. Đây có đàn ngan này, nhưng mà nó không phải là gan của sử, nó cứ ra đây. Hôm nay mà không ấy chặn lại nó cũng vào đây này nhỏ. Vâng. Này là láng tầm đến tầm cao lên trên này nhỉ. Vâng. Láng xuống nó bằng dưới kia một chút. Cho nước nó không chảy được vào kia, dưới kia thì mình máy chỗ này thì máy nữa mình dùng dùng xi để đắp vào đây này. Vâng. Xi vào đắp thì ngan nó không vào được nữa. Vâng. Đi xong rồi chỗ này mình xây một cái nhỏ này để cho xe máy đi vào được. Vâng. Vào nhà các em thì một cái màu nội thất mà rất là sáng bóng và rất là nổi bật các bác. Thế hai anh em thì ăn cơm từ mấy giờ đấy hôm nay em? Sáng ngày 6 giờ ạ. Sáng 6 giờ á? Vâng. 6 giờ, thế là ăn trưa đâu? Chưa ăn được. Anh cứ tưởng là ăn trưa rồi. Ăn sáng thôi ạ. Ăn sáng rồi, trưa nay thì có đi đâu không trưa nay? Không đi, ở nhà thôi. Bây giờ không có nước làm ruộng. Không có nước ở nhà thì lại làm ở nhà. Không có nước làm ruộng thì đang gọi là mình đang đợi nước ở nhà. Vâng. Đường kia thì bây giờ cũng đang trơn quá nên là không có chở được gạch, chở được xi vào cả. Vâng. Đi xe không là còn phải lấy đẩy chứ. Vâng. Tại vì đường nó mới các bác, đường mới cứ sau một trận mưa là đi rất là khó. Hay và là cái khoản nó nọ sau khi làm mái thì còn dư là hơn là 1.700.000 đấy. Vâng. 700.000 thì sẽ đủ để mà mình láng lại cái phần nền để cho nó đẹp hơn một chút. Vâng.
Hôm nọ anh em mình làm thì làm mà làm tự làm thành ra là không có được đẹp. Vâng. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ đây thôi các bác. Và xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã luôn luôn yêu quý để cháu Lực và yêu quý những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ hiện tại. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà của chú anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.